Welcome back. Okay. Means chào mừng quay trở lại. Hey, hai câu mấy nhỉ? W nào. Welcome back. Chào mừng quay trở lại. Quay trở lại các bạn nha. Okay, everyone. Con hãy uống nước nào. Hey, drink water everyone. Hey, drink water. Welcome back. Hãy nhắc lại lần này để phát âm thật chuẩn nào. Đặc biệt là welcome back. Ok. Welcome back. Xin mời bạn Nhung nào. Bạn Nhung đọc thế này nào. Welcome back. Welcome back. Good. Đúng rồi. W đẩy hơi xong chứ. Welcome back. Welcome back. Mm, really good. Rất tuyệt vời nha Nhung nha. You're welcome. You're welcome. Ok. Awesome. Rồi các bạn ơi. Mình học phần tiếp theo. Ok. Bây giờ mình sẽ học phần tiếp theo nào. Bây giờ mình sẽ học một phần hơi khó một xíu. Ok. Các bạn ai đồng ý là mình phải có một cái gọi là gì ạ? Hơi khó nào. Mình học cái khó hơn một chút thì mình mới an toàn nào. Còn ai đồng ý hay comment là sure đi nào. Sure, chắc chắn. Khó là gì? Difficult. Là khó các bạn nha. Không có mấy gì? Sure. Sure. Okay. Sure. Difficult. Okay. Không có mấy gì? Difficult. Difficult. Là khó. So you have to learn difficult things. Tôi nghe bạn ạ, các bạn chắc chắn là những cái khó hơn bình thường. Đấy, các bạn tiến bộ các bạn ạ. Đấy. Okay. Good, good job, ok. Rất tuyệt vời. Good. Okay, let's go. Ok, mình sẽ học nha. First one. For things to change, you have to change, okay? Mèo, những cái câu for để phát triển bản thân gọi nha. Ai muốn thành công hơn trong tương lai nào? Ai muốn kiếm nhiều tiền hơn, muốn thành công hơn, muốn học giỏi hơn nào? Hôm nay comment là comment số 6 cho thầy nào. Please comment 6, okay? Hey, please comment 6, okay? Hãy comment số 6 đi. Tuyệt vời. Okay, for things to change. Để mọi thứ thay đổi thì bạn phải thay đổi. You have to change. Để mọi thứ change là thay đổi. Ok, thì bạn phải thay đổi. Ok các bạn nha. For things to change, you have to change. Bạn phải have to thay đổi các bạn nha. Các bạn muốn học giỏi tiếng Anh. So you want to be good at English, you have to change. Các bạn phải thay đổi, các bạn phải học 2 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng một ngày. Các bạn hiểu không ạ? Ai hiểu rồi, hãy comment là got it xem nào. Hãy comment got it. Đã hiểu xem nào, các bạn hãy comment đi. Got it. Ai đồng ý là mình phải thay đổi thói quen của mình để mình học giỏi tiếng Anh. Hãy comment đi. Please comment got it. Đã hiểu. Yeah, rất tốt. Got it. Lặp lại theo thầy nha. Repeat after me. For things to change, you have to change. Đấy, thầy phải thay đổi từ một học sinh học chuyên toán không biết một chữ nào tiếng Anh. Thầy đã thay đổi. Thầy học 6 tiếng một ngày. At least 6 hours. Ít nhất là 6 tiếng một ngày. Và sau đấy thầy đã trở thành một trong những người học giỏi tiếng Anh nhất của Việt Nam. Okay, so. Okay. I believe that. I'm in the top like 5% hoặc là ít hơn hoặc là 2% các bạn, những người học tiếng Anh rất là giỏi Việt Nam. Ok các bạn nhé, các bạn hãy chăm chỉ. So you have to work really hard. Ok các bạn hãy đọc lại theo thầy nha. For things to change, you have to change. Ok good.
xin mời bạn bạn Châu xem nào, bạn Châu đọc thế nào. For things to change, you have to change. For things to change, you have to change. Okay. Say hello. Change. Change. Okay, one more time. For things to change, you have to change. For things to change, you have to change. Okay, good. Thank you. You're welcome. Yeah, Châu nhớ đọc thấp hơn giọng xuống một số nha và đọc hít hơi sâu vào để đọc năng lượng hơn nha. Ok, good. Xin mời bạn Đăng nào, đọc theo thầy nào. For things to change, you have to change. For things to change, you have to change. Change, âm dần. Change. Đúng rồi, đúng rồi. Âm này hơi khó đọc một chút. Change. Change. Good. Okay. Good. Thank you. You're welcome. Good. Đấy, bạn đã phản xạ nhanh hơn rồi. Con nói xong nhấn tắt mic nhỉ, các bạn nhé. Cô tắt mic chưa? Okay. Bạn Nhật Anh không hỏi đấy nha, bạn Nhật Anh nha. Bạn Nhật Anh hỏi nữa là thành spam đấy. Thế các bạn muốn xem video thì lên trên tungchan.edu.vn các bạn nhé. So if you want to watch the videos, okay? So go to tungchan.edu.vn, okay? Okay, next one. Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want, okay? Hãy học cách mà hạnh phúc với những cái bạn đang có trong khi theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Okay? Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want, okay? Hãy học cách để trở nên hạnh phúc trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì bạn muốn. Ok. Bạn Nhật Anh bạn hỏi một lần nhưng mà bạn comment đi rất là nhiều lần nhá, bạn Nhật Anh lưu ý này. Mình sẽ không, các bạn ai đồng ý nào? Là mình sẽ không comment đi một nội dung quá là nhiều lần các bạn nhé. Nó sẽ làm loãng lớp học. Các bạn comment sure đi nào, chắc chắn đi. Mình phải vì người khác đúng không? Bạn comment là sure. Thầy bảo comment các bạn chỉ comment một lần thôi. Sure. Không comment nhiều lần. Đấy, thì mình không ảnh hưởng đến người khác. Thầy bảo để cũng để thầy tập trung. Các bạn comment đi, học hành là phải tập trung các bạn nhé. Focus. Thầy dạy gì các bạn phải tập trung học không? Hỏi sau các bạn nhé. Focus, tập trung các bạn này. Các bạn phải hết sức tập trung các bạn nhé. Con này, focus, phải tập trung mà. Con này, repeat after me, focus. Ok, hẹn gặp lại thôi nào. Learn how to be happy. Hãy hạnh phúc với những gì mình đang có. Be with what you have, với những gì bạn có, with what you have, why you pursue all that you want, okay? Trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì bạn có, các bạn nhé. Phải hạnh phúc với những gì mình đang có. Learn means học này. How là làm thế nào để happy là hạnh phúc các bạn nha. Ok, gọi là hạnh phúc. Happy. With với này. Ok, what means cái gì này. You means bạn này. Have means có này. Why means trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì mà bạn muốn. Okay, lặp lại thêm nào. Repeat after me. Learn how to be happy with what you have while you
pursue all that you want. Okay, so learn to be happy with what you have. Why pursue all that you want? Okay. Mày biết hạnh phúc với những gì mình đang có các bạn nhé. Ok. Hạnh phúc với cái gia đình mình đang có, hạnh phúc với cuộc sống mình đang có, hạnh phúc với tất cả mọi thứ, trong khi mình theo đuổi tất cả những mục tiêu của mình. Còn ai đồng ý nhỉ? Với câu nói này, các bạn comment là sure đi xem nào, chắc chắn nào. Sure. Các bạn comment đi, sure, chắc chắn. Còn ai đồng ý nào? Sure. Đấy, hay học cách hạnh phúc với tất cả những gì mình đang có. Hãy trân trọng tất cả những gì mình đang có các bạn nhé. Với thầy thì là mỗi ngày thầy thầy ngủ dậy. So for me, so every day I wake up and I can stand up on both of my feet. I feel happy, okay? Mỗi ngày thầy thức dậy và thầy đứng được vững trên hai chân là thầy hạnh phúc. Okay, tại vì ngày xưa thầy đã có lúc mà thầy 6 tháng thầy không đi lại được và thầy tưởng như là thầy sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Và thầy thấy rất là trân trọng khi mà thầy mỗi sáng thầy thức dậy, thầy đứng được trên hai chân và bước đi được như một người bình thường. Và thầy rất hạnh phúc rồi. Đấy là lý do thầy giành được rất là nhiều huy chương, rất là nhiều cúp. Đấy, nếu bạn nào để ý trên Facebook của thầy. Đấy. Thầy vụ thầy rất là, thầy có khoảng 20 mấy cái cúp huy chương các giải bóng bàn. Ok. Các bạn comment awesome này nào. Tuyệt vời các bạn này. Awesome. Tuyệt vời. Các bạn trân trọng với tất cả những gì các bạn có nha. Comment này awesome. Tuyệt vời. Awesome. Rất tốt. Ok. Good. Next one. Học nhanh các bạn nha. Không kịp mất. Your life. Your life does not get it by chance. Cuộc sống của bạn không trở nên tốt hơn bởi cơ hội. It gets better by change. Nó trở nên tốt hơn khi bạn thay đổi. Với tiếng Anh ấy, with English, okay. So you need to change. Các bạn comment đi, change. Từ khóa hôm nay các bạn cần học là gì? Change, bạn thay đổi. Bạn không thể học những cách cũ được, các bạn phải học những như những cái gì thầy hướng dẫn các bạn nhá, thay đổi. So you have to change. Change. Good. Các bạn ơi, comment đi. Change. Thay đổi các bạn, phải thay đổi các bạn nha. Change. Ok. Really good. Thay đổi. Your life does not get better by change. It gets better by change. Okay. Của bạn này. Life, cuộc sống các bạn nhé. Life means cuộc sống này. Does not, nghĩa là không. Get better, tốt hơn các bạn nhé. Trở nên tốt hơn. By change, nghĩa là cơ hội. It gets nó trở nên tốt hơn bởi by means bởi các bạn nhé, bởi thay đổi các bạn. Okay, good. Các bạn đọc lại thế nào? Repeat after me. Your life does not get better by change. It gets better by change. Okay, good. Đọc lại thế nào nhá. Mời mọi bạn. Xin mời bạn bạn hướng nghiệp đổi tên nhé, bạn hướng nghiệp đổi tên, bạn hướng nghiệp phải nhắc lại, các bạn phải đổi tên đúng tên nào, bạn hướng nghiệp đọc lại cho thầy. Your life. Ok, thầy mời bạn khác nhỉ, các bạn nhớ để ý cam, để ý mic. Xin mời bạn ok, bạn bật mic đọc lại cho thầy nào. Repeat after me. Your life. Your life. Does not get better. Does not get better. By chance. By chance. Good. It gets better. It gets better. By change.
By change. J. Âm giờ nặng chưa? J. Change. Change. Mm, good. Really good. Nhung. Okay. Mình You're welcome. Tốt. You're welcome. Awesome. Okay. Để mình phải thay đổi. Okay, good. Now, let's take a break, okay? Các bạn nghỉ giải lao một chút nhé. Rồi mình sẽ học tiếp cái phần giao tiếp các bạn nhé. Okay. Comment, take a break, okay? Leave a comment, okay? Các bạn comment đi. Take a break, giải lao một chút nào. Giải lao các bạn nhé. Take. Mình luyện phát âm luôn nào. Thấy rất là nhiều bạn tiến bộ phát âm rất là nhiều đấy các bạn ơi. Hay đọc theo thầy nào. Repeat after me. Take a break. Okay, one more time, một lần nữa nào. Take a break. One more time, good. Take a break. Okay, awesome, tuyệt vời. Mình nghỉ ra làm chút các bạn nhé.